Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ tư. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, chương trình lần này nhằm tăng cường hoạt động giám sát để nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của chính quyền thành phố, các ngành liên quan trong trả lời giải quyết các kiến nghị của cử tri thời gian qua. Tại đây, cử tri đã nghe lãnh đạo thành phố báo cáo kết quả thực hiện và giám sát thực hiện các kết luận tại chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần 3, giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các nội dung liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Hội nghị lần này, cử tri đã kiến nghị nhiều ý kiến liên quan đến việc thực hiện luật cư trú khi sổ hộ khẩu không còn hiệu lực. Nhiều lúc, nhiều nơi, việc thao tác xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, gây khó khăn cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ, làm kéo dài thời gian chờ đợi của công dân, thì đề nghị thành phố có giải pháp gì để khắc phục cái vấn đề này? Đối với hạ tầng truyền dẫn, đặc biệt kết nối đường truyền, thì Sở Thông tin Thông chịu trách nhiệm chủ động rà soát cái việc này, và Sở Thông tin Thông đã rà soát được khoảng gần 40% tất cả các nơi. Thì cái vấn đề truyền dẫn thì nó có hai phần, truyền dẫn trong nội bộ thành phố Đà Nẵng và truyền dẫn đối với các kết nối cơ sở dữ liệu của Trung ương. Thì cái đối với truyền dẫn sau khi rà soát lại thì Sở sẽ có các báo cáo và đề xuất cụ thể với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Hiện nay thì giấy cư trú chỉ có trong thời hạn là 30 ngày. Người dân chúng tôi mong muốn giấy xác nhận này sẽ có thời hạn xa hơn và điều chỉnh giá trị sử dụng của giấy xác nhận cư trú nhiều hơn. Để khắc phục những vấn đề này thì hiện nay Bộ Công an đang tập trung rà soát bổ sung sửa đổi thông tư 56 theo hướng là tăng cái giá trị hiệu lực thời gian của mẫu xác nhận thông tin về cư trú. Công an thành phố tiếp thu các ý kiến phản ánh của người dân đang báo cáo rồi kiến nghị Bộ Công an về vấn đề này. Trước mắt là Công an thành phố đã chỉ đạo cho các lực lượng công an cơ sở là tăng cường trách nhiệm, rồi tăng ca phục vụ nhân dân, tập trung hỗ trợ việc xác nhận các thông tin cư trú bằng nhiều cái hình thức, kể cả thủ công, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch dân sự. Cử tri cũng đã kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiều vấn đề như tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan đô thị.